Hiện nay các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang trong tình trạng thừa vốn nhưng vẫn khó cho vay dù đã hạ lãi suất. Trong khi đó, doanh nghiệp khát vốn nhưng không thể vay vì sản xuất gặp nhiều khó khăn hoặc không đủ năng lực đáp ứng tiêu chí vay vốn của ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt hơn 122.000 tỷ đồng. Tuy vậy, dư nợ tín dụng chỉ đạt trên 88.000 tỷ đồng, tức là vẫn còn hơn 34.000 tỷ đồng vốn tại các ngân hàng chưa được tiếp sức trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong lúc ngành ngân hàng thừa vốn, tín dụng khó bơm ra nền kinh tế, thì nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phản ánh họ thiếu vốn, cần vốn, song không thể vay vì hồ sơ, thủ tục. Ngân hàng thì cũng muốn cho vay và doanh nghiệp cũng muốn tiếp cận với nguồn vốn, nhưng có nhiều cái quy định khiến cho hai bên là không làm việc được với nhau. Dù các ngân hàng đều hạ lãi suất cho vay và triển khai thực hiện Nghị định số 31 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất, nhưng nhiều khách hàng trong diện được vay vẫn không mặn mà do vướng nhiều thủ tục. Đến nay chỉ có 36 khách hàng tiếp cận nguồn vốn này với số tiền hỗ trợ lãi suất gần 6 tỷ đồng. Lãi suất cho vay của các ngân hàng hiện nay thấp nhất là 6%, đến trên 8% năm, thấp hơn so với mức trên 10% trước đây. Dẫu vậy, việc cho vay vẫn không khả quan bởi nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn không đảm bảo đủ các điều kiện về hồ sơ, thủ tục và thiếu tài sản đảm bảo. Trong khi đó, không thể đòi hỏi các ngân hàng giảm tiêu chuẩn xét duyệt bởi sẽ khiến nợ xấu tăng, gây rủi ro lớn cho hệ thống tài chính. Đến thời điểm hiện tại thì cái lãi suất mà MB đang áp dụng có rất nhiều gói lãi suất cũng tương đối là thấp. Có những gói thấp nhất tới khoảng 5.5%. Cái nguồn vốn của ngân hàng khá là dôi dư. Huy động vốn của ngân hàng cụ thể MB Bank năm nay tăng tới khoảng 30%, trong khi tín dụng mới tăng 7%. Và các điều kiện thì góc độ ngân hàng cũng thường xuyên là mở rất nhiều cái điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để làm sao mà thúc đẩy được cái giải ngân. Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên năm nay thì luôn luôn đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp cũng như bà con nông dân để vay vốn sản xuất kinh doanh. Là các cái điều kiện vay vốn thì chúng tôi cũng đã vận dụng một cách hết sức linh hoạt để cơ bản tức là đáp ứng đủ các cái điều kiện theo quy định ngân hàng nhà nước, là chúng tôi sẵn sàng ký hợp đồng và hợp tác để giải ngân cho doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh. Chưa có năm nào các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nguồn vốn huy động tăng trưởng trên 11%, nhưng dư nợ cho vay chỉ tăng 4%. Nhiều ngân hàng phải đi tìm khách hàng và thậm chí có cơ chế thưởng đối với các trường hợp giới thiệu khách hàng vay vốn. Còn doanh nghiệp thì vẫn khó tiếp cận nguồn vốn. Để giải quyết nghịch lý này, cần đảm bảo thanh khoản của các ngân hàng cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm giá thành, giảm giá đầu vào, vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế. Các ngân hàng cũng cần thường xuyên kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội nhằm chia sẻ khó khăn cũng như tìm phương án giải quyết cụ thể những vướng mắc cũng như kiến nghị đề xuất những cơ chế tháo gỡ.